Một vụ tin và sống xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Khi yêu mới đọc. Một người cha tặng cho con gái mình một quyển sách nổi tiếng và muốn cô ta đọc. Nhưng vì bận rộn với việc học và bài thi nên cô bỏ qua, không đọc quyển sách ấy. Người cha thường xuyên nhắc nhở cô nên đọc, nhưng cô luôn luôn đưa ra nhiều lý do. Cha ơi, con biết cha thương con lắm và muốn con đọc quyển sách cha tặng, nhưng thì giờ của con ít ôi quá cho những công việc cần kiếp, nên chưa thể đọc bây giờ. Con hứa sẽ đọc khi có giờ rảnh. Ngày tháng trôi qua. Một ngày kia, người cha mời một người khách trẻ đến nhà dùng bữa. Từ đó, cô con gái quen người khách trẻ này và tình cảm ngày càng sâu đậm. Cô yêu người thanh niên đó thiết tha. Đối với cô, anh ta là người lý tưởng nhất, trọn vẹn nhất. Người thanh niên này cũng yêu cô gái như vậy. Và cuối cùng, hai người đi đến đính hôn với nhau. Trong thời gian chờ ngày cưới, thì sinh nhật của cô đến. Cô được nhiều người tặng quà, trong đó có cha của cô. Gói quà đầu tiên cô mở là của người cha, vì cô biết rằng ông rất thương yêu cô và luôn tặng cho cô những món quà quý giá. Nhưng khi cô mở ra thì hoàn toàn thất vọng trước món quà, vì đó chính là quyển sách mà ông đã tặng cô trước đây. Nhưng khi cô nhìn qua tên của tác giả quyển sách, mắt cô sáng lên, vì tác giả chính là người chồng sắp cưới của cô. Không cần nói, chúng ta cũng biết rằng cô đọc quyển sách ấy ngấu nghiến ngay sau đó. Tình yêu đã khiến cô muốn biết người yêu mình nói gì. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài cũng tặng mỗi chúng ta một quyển sách do Ngài là tác giả. Có người ví Kinh Thánh như lá thư tình mà Đức Chúa Trời gửi cho người yêu của Ngài là bạn và tôi. Chúng ta không thể bỏ qua quyển sách của người mà chúng ta yêu. Thánh Kinh suy gẫm: về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 từ câu 14 đến câu 17. Chúa yêu thương bạn.